Rồi, ở đây thì các bạn có thể thấy kết quả cho ra vẫn rất là cao, khoảng 1,5GB. Và tốc độ tải file lên thì cũng khoảng là 103MB. Hi, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Vật Vờ Studio. Và mình là Trang đây. Ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại số 80 Nguyễn Du. Và để tham gia một cái trải nghiệm thực tế 5G của Mobifone sẽ như thế nào. Trên thực tế thì các bạn cũng biết đó là Mobifone đã nghiên cứu cũng như là phát triển cái công nghệ 5G này từ khá là lâu rồi, nhưng mà mới được đưa vào để trải nghiệm thực tế từ cuối tháng 11 trước thôi. Vậy thì ngày hôm nay Trang lại có một cái vinh dự là đến đây để có thể trải nghiệm được xác thực xem là cái tốc độ 5G này sẽ như thế nào. Vậy thì hãy cùng Trang xem sự kiện bên trong có những gì nha. Rồi ở đây nó sẽ chia ra làm hai khu vực cho các bạn ha. Đầu tiên bên này sẽ là khu vực mà các bạn có thể test được 5G trên một cái app tên là Speed Test. Rồi bây giờ bắt đầu chính thức vào cái phần chính của ngày hôm nay, đó là Speed Test. Rồi mình sẽ bấm Go ha. Lúc nãy thì mình có gặp gỡ với anh Sơn của bên Mobifone. Thì anh có chia sẻ cho mình một cái thông tin, đó là trong cái điều kiện tối ưu như là ở trong phòng lab á, thì cái tốc độ cao nhất mà mạng 5G của Mobifone có thể đạt được nó sẽ rơi vào khoảng từ 1,5 cho tới 1,6GB. Vậy thì bây giờ mình đang test thực tế xem là nó sẽ được khoảng bao nhiêu. Rồi, ở đây thì các bạn có thể thấy kết quả cho ra vẫn rất là cao, khoảng 1,5GB. Và tốc độ tải file lên thì cũng khoảng là 103MB. Đây, mình đang xem một cái video với độ phân giải lên đến 4K. Và như các bạn cũng có thể thấy là từ màu sắc cho tới độ sắc nét của nó rất là tốt luôn. Không hề có bất kỳ một cái hiện tượng đứng hay là giật lag để lốp một chút xíu nào hết. Thì bây giờ mình cũng sẽ thử kéo xem là nó có bị đứng không nha. Rồi, các bạn cũng có thể thấy là cái tốc độ phản hồi của nó rất là nhanh. Đây là một video mình hoàn toàn chưa lốp một chút xíu nào hết nha. Độ phản hồi của nó phải nói là dưới 1 giây luôn. Các bạn dừng ở chỗ nào thì nó cũng sẽ có thể lốp ngay lập tức được. Bài test cuối cùng thì mình sẽ thử download một cái tựa game nào đó có dung lượng lớn một chút để xem là với tốc độ 5G của Mobifone thì thời gian download sẽ là bao lâu. Với một cái tựa game là 2GB thì không biết dưới 1 phút thì liệu 5G của Mobifone có thể tải được hết cái tựa game này về hay là không. Rồi, vậy thì các bạn cũng có thể thấy là rơi vào khoảng dưới 1 phút, khoảng 58 đến 59 giây thì tựa game Asphalt 9 rơi vào khoảng 2GB đã có thể được tải về một cách hoàn chỉnh. Đây là một tốc độ rất là nhanh đối với một cái tựa game lớn như vậy. Vậy là mình đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ, đó là test thử xem cái tốc độ thực tế của mạng 5G Mobifone sẽ như thế nào. Thì như tất cả các bạn cũng có thể thấy là nãy giờ trong số video mình đã show ra cho các bạn thấy rồi, đó là tốc độ của nó rất là nhanh và rất là nguy hiểm luôn. Và chắc chắn là khi mà các bạn sử dụng 5G của Mobifone thì sẽ không cần phải lo đến cái việc là có bất kỳ một cái hiện tượng giật lag nào, kể cả khi các bạn coi video 4K hoặc là 8K luôn. Và nếu như các bạn đang có một cái thắc mắc là sử dụng 5G của Mobifone có khó hay là không thì điều này hoàn toàn là không nha. Việc đầu tiên để có thể sử dụng được đó là các bạn phải sở hữu một chiếc điện thoại có hỗ trợ mạng 5G. Và danh sách chính thức những chiếc điện thoại nào được Mobifone hỗ trợ mạng 5G thì sẽ được Mobifone công bố trong thời gian sớm nhất trong một cái buổi họp báo ra mắt chính thức 5G trên toàn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Rồi cái điều thứ hai đó là mình thấy cũng có rất là nhiều bạn thắc mắc về cái việc là khi mà các bạn sử dụng 5G thì có cần phải đổi phôi SIM hay là không. Thì điều này hoàn toàn là không nha. Nó sẽ khác với cái việc mà các bạn đổi từ 3G lên 4G. Khi các bạn muốn sử dụng 5G thì chỉ cần sử dụng gói siêu data của Mobifone vậy là xong. Hiện tại thì Mobifone cũng đang có hai gói data siêu ưu đãi dành cho các bạn. Cái thứ nhất đó chính là FV99, giá chỉ có 99.000 đồng một tháng thôi. Và khi các bạn đăng ký gói cước này thì các bạn sẽ có được những gì? Đầu tiên là sẽ có một tài khoản VIP cho FPT Play và có thể đăng nhập trên 5 thiết bị khác nhau. Cái thứ hai đó là các bạn sẽ có 1GB data tốc độ cao mỗi ngày. Và điều cuối cùng là các bạn sẽ có 3GB Viber. Còn một gói cước nữa đó chính là FV119. Thì trong gói cước này, ngoài những cái ưu đãi mà các bạn sẽ được nhận từ FV99 ra, các bạn cũng sẽ có thể nhận được 30 phút gọi ngoại mạng cũng như là 500 phút gọi nội mạng nữa. Vậy thì các bạn hãy nhanh tay đăng ký hai gói cước này của Mobifone để trong thời gian sắp tới thì các bạn cũng có thể chuyển đổi lên thành gói 5G mà không hề bị tốn thêm phí nhé. Vậy là mình đã khám phá xong toàn bộ cái sự kiện trải nghiệm thực tế 5G của Mobifone ngày hôm nay rồi.
và mình cũng đang rất là nóng lòng chờ đến ngày mạng 5G của Mobifone có thể phủ sóng toàn bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để cho tất cả các bạn đều có thể sử dụng được luôn. Còn nếu như bây giờ những bạn nào quan tâm và cũng như là muốn trải nghiệm được những cái dịch vụ 5G của Mobifone như thế nào thì các bạn có thể tới số 80 Nguyễn Du để có thể trải nghiệm thực tế nhé. Xong rồi, kết thúc video. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau trên Bật Bờ Studio nha. Bye. Lại. Tiếp. Tới đó. Tới đó.